Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Chủ Tọa Review. Hôm nay mình sẽ review bộ truyện Windbreaker, thể thao cực hạn. Mong rằng bộ truyện này sẽ được các bạn ủng hộ. Đây là phần cảnh báo rất quan trọng nên các bạn hãy đọc qua nhé. Tiếp tục diễn biến của phần trước. Minu ngạc nhiên khi thấy Jay trở về nhà. Mặt cậu bị sao thế? Gặp tai nạn ư? Ừ. Sao ngày nào cậu cũng để bị thương thế? Mà xe đạp của cậu đâu? Ở tiệm sửa xe. Tiệm sửa xe sao? Xe của cậu bị hỏng sao? Ừ. Thế cậu sẽ không chạy xe đạp một thời gian ư? À đợi đã, vậy là mai mình phải chạy xe một mình à? Cậu làm cái quái gì thế hả? Ngủ ở trong lúc chạy xe à? Giờ tôi không có tâm trí để nói chuyện đâu, để tôi yên. Vào sáng hôm sau tại lớp học, Jom tiến đến chỗ Jay để hỏi han. Cảm thấy thế nào rồi? Hôm qua tại quán cà phê, mọi người đã rất lo lắng khi nghe cậu gặp tai nạn đấy. Đặc biệt là Mia. À, tớ rất vui khi thấy cậu không bị thương nặng đó. Thế hôm qua có chuyện gì xảy ra trên đường đến quán cà phê vậy? Quên đi, không có gì to tát đâu. Đi ôn bài hay làm gì khác đi. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Ngồi xuống một chút nào các em. Hả, sao thế? Vẫn đang trong giờ giải lao mà. Có thông báo hay chuyện thì sao? Được rồi, chú ý nào. Bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một du học sinh mới chuyển đến. Du học sinh này là người nước ngoài sao? Tuyệt, mong là con gái. Vào đi, đừng xấu hổ. Người xấu hổ là thầy ấy thầy ơi. Ra là cháu gái của hiệu trưởng. Chủ tọa có ba bích để mình đi trước. Cô đang tìm kiếm một ai đó. Trời ơi, tình cả ngủ. Bạn ấy sống ở Anh Quốc và bỗng nhiên về Hàn Quốc để học ở trường ta. Bạn chỉ học ở Hàn Quốc một kỳ thôi, nên hãy giúp đỡ và thân thiện với bạn ấy nhé. Giờ thì, em hãy giới thiệu về bản thân đi. Các cậu có thể gọi tớ là Sally. Tớ rất thích du lịch và đạp xe. Rất hân hạnh được gặp các cậu. Lũ con trai đều sửng cổ lên. Cuối cùng lớp chúng ta cũng xuất hiện một thiên thần rồi. Hầy, đúng là thảm hại mà. Cô em, vẻ đẹp của em làm anh muốn thét lên. He he, cậu ấy xinh quá, nhưng mà Ina vẫn là nhất. Giờ ta đã có động lực để đến trường rồi mày ạ. Tìm thấy cậu rồi. Chuyện gì mà ồn ào thế hả mấy đứa? Không biết thầy hiệu trưởng làm gì mà lại lấp ló ngoài đó vậy? Âu, cậu ấy hát quá. Thưa thầy, có một chỗ trống kế em này. Thầy hiệu trưởng có vẻ rất bực mình. Mấy con sói tham ăn đó. Đừng có nhìn Sally bằng cặp mắt đó chứ. Thầy hiệu trưởng, xem nào, em nên ngồi chỗ nào đây? Em sẽ tự tìm chỗ ngồi. Thằng con trai nào cũng muốn ngồi cạnh Sally. Nhưng hình như Sally đã tìm được chỗ mình muốn rồi. Hở? Sally liền thơm má Jay coi như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cô ấy. Đúng là thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào. Cả lớp đứng hình luôn. Trời ơi, sao vừa đến mà đã thơm hắn rồi. Tên hội trưởng chết tiệt, ta không chấp nhận sự thật này. Thầy hiệu trưởng đứng bên ngoài, hình như ông ấy sắp biến thành người sói đến nơi rồi. Họ làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật luôn sao? Có chuyện gì xảy ra ở lớp 152 vậy? Sally của ta, sao hắn dám thơm cháu ta? Thầy hiệu trưởng lên cơn tiền đình suýt nữa thì ngã, may mà thầy dám thì đỡ được. Sally bé bỏng của ta không bao giờ thích con trai, vậy mà bây giờ, ôi chúa ơi. Không hiểu vì sao ông thầy chủ nhiệm lại khóc nữa, cho đi tù bây giờ. Hai em đang diễn trò gì vậy? Cô làm gì thế? Tớ vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu lúc cậu lấy lại cái ví từ mấy tên cướp đó. Đây, ví của cậu đây. Cậu đã làm rớt nó nên tớ trả lại cho cậu này. Còn cậu, hả? Cậu có thể đổi chỗ ngồi được không? Tớ muốn ngồi ở đây. Chắc chắn rồi. Xin lỗi, tớ thô lỗ quá nhỉ. Một thằng độc thân như tớ sao lại có thể ngáng đường một cặp đôi yêu nhau chứ? Vậy ra, cậu ấy lỡ hẹn là vì con ả đó sao? Họ nghĩ sao mà có thể làm chuyện đó trong lớp chứ? Còn ngay trước mặt mọi người nữa. Anh Jun tìm Minu để nói chuyện về giải đua xe đạp. Thì bỗng nhiên Minu và đầu cam chạy vụt qua. Thằng khốn đó. Chết tiệt. Hả, Minu, cậu chạy đi đâu đấy? À, anh Jun, em nghe nói có du học sinh mới đến trường ta đấy. Đợi đã, anh có chuyện muốn nói. Bơ anh mày hả? Tên mọt sách chết tiệt đó đã hôn thiên thần tóc vàng ư? Mọi người đang bàn tán ầm ĩ lên rồi. Mình muốn nói với nó cái này. Nhưng chắc nó bận bịu với mấy thứ drama học đường hơn rồi. Mình sẽ nói lại sau vậy. Rõ ràng nó cũng muốn tham gia giải đấu này mà. Đám bạn của Minu cuối cùng cũng đã chạy đến lớp của Jay. Mấy ông này thấy gái xinh là cứ tớn hết cả lên. Tớ cũng muốn gặp nữa he he. Tên màu sắc đó đâu rồi? Lũ con trai đang túm tụm lại chỗ Jay để chửi mắng cậu ấy. Này cậu đang đọc sách về cách cô gái thôi đúng không? Hai người biết nhau sao? Đừng có lừa dối bọn này đó. Bây giờ cậu đã là kẻ thù chung của cả lũ con trai ở đây rồi. Nếu cậu không muốn trở thành kẻ thù của bọn này thì hãy trả lời ngay đi. Còn tụi con gái thì cũng đang súng lại chỗ Sally. Âu cậu có mái tóc tuyệt quá. Làm sao mà cậu biết Jay vậy? Hửm, gì vậy? Hay, tớ là Minu học sinh năm 2 lớp 3. Rất vui được gặp cậu. Âu, a là Minu kìa. Ôi, trông cô ấy thật lộng lẫy. Ước gì mấy tên thua cuộc này đừng la hét nữa. Này, chuyện đó là sao hả Jay? Chàng trai nổi tiếng, nói chuyện một chút đi. Tôi bận rồi. Để sau đi. Đừng nói dối nữa và đi với tôi một lúc nào. Tôi không ngờ cậu lại có tiến triển với một cô gái quá nhanh như vậy đấy. Thành thật đi, hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? Chúng tôi không có hẹn hò. Cậu đùa à? Thế thì hãy giải thích tại sao mọi người lại nói cậu đã hôn cô gái tóc vàng đó đi. Rõ ràng cậu chủ động hôn cô ta mà còn đòi qua mặt tôi sao? Chủ tọa thấy mấy đứa này đồn ác ý thật. Jay cũng đã bắt đầu nổi nóng rồi. Cậu ấy bất ngờ đến và hôn tôi thôi. Cậu ấy hôn cậu mà không có lý do sao?
sao cậu lại có thể thốt ra mấy lời nói dối đó về một cô gái chứ, trong khi chúng ta đang sống chung? Đột nhiên một cô gái ngoại quốc đến để làm điều đó ư? Xạo lòn nó vừa thôi. Pha này thì không cứu được rồi Minu à. Âu tớ vừa nghe thấy gì thế nhỉ? Họ sống chung sao? Minu và Jay sống chung sao? Vậy có nghĩa là không thể nào. Chủ tọa thấy cặp này xích nhau khá ổn đấy. Họ cãi nhau vì Jay đã lừa dối Minu để quen cô gái khác sao? Sao một đứa nhà giàu như Minu lại phải sống chung với Jay chứ? Này, mọi chuyện không phải như các cậu nghĩ đâu. Các cậu hiểu lầm rồi. Vậy là Jay bắt cá hai tay sao? Hèn gì họ thân thiết với nhau hơn bình thường. He he, là một người đứng đầu trong câu lạc bộ truyền thông, mình không thể bỏ lỡ chuyện này được. A, tóc của cô ấy thơm quá, tuyệt vời. Thằng tóc cam này đúng là xin lỏ mà. Vì quá khó chịu với đầu cam nên Sally đã cho hắn một quyền xịt tương cà. Trông cậu khá nổi tiếng đấy Jay. Này, sao các cậu có thể bỏ rơi tớ chứ? Tớ cũng là thành viên của nhóm phim heo mà. Bạn nào thắc mắc thì xem lại tập 2 nhé. Mia đang rất buồn, cô liền đứng dậy và rời khỏi lớp. Mia, trong khi mọi người ai ai cũng bàn tán về cô gái tóc vàng đó, càng làm suy nghĩ của Mia thêm rối bời hơn. Cô liền hồi tưởng về chuyện lúc trước. Trước đó, Mia thường xuyên bị lũ bạn xấu bắt nạt. Bọn nó dẫm nát kính của cô. Không biết nhìn đường sao, mày có mắt không? Mày nghĩ mày là hot girl khi đeo cặp kính đó à? Ha ha, trông như thứ cặn bã của xã hội vậy, con đần. Cầm trên tay chiếc kính bị gãy vụn, thì bỗng nhiên Jay tới, thị lực của cậu là bao nhiêu? Là không phải một độ, độ cận của chúng ta gần giống nhau đấy, nên cậu có thể nhìn thấy khá rõ khi đeo cái này. Cảm ơn cậu. Nhưng còn cậu thì sao, tớ thường làm vỡ kính lắm, nên lúc nào cũng mang theo một cái để dự phòng. Cậu như một tỷ phú về kính vậy. Tôi đã biết Jay từ lúc học trung học cơ sở. Tôi biết cậu ấy không hề đổi tốt với ai chỉ vì để che giấu cảm xúc. Nhưng cậu ấy là người tử tế hơn bất kỳ ai. Từ đó tôi bắt đầu thích cậu ấy. Nhưng thật khó để một người như tôi có thể thổ lộ với cậu ấy, vì tôi chỉ là một đứa bị bắt nạt và không có chút tự tin nào trong suốt thời trung học cơ sở. Tôi ghét bản thân mình. Tan học, Jay đang ra về. Này mọt sách, mình chán cái giọng này lắm rồi. Tin mới đây xem này, Jun đã để cái này trên bàn của tôi đấy. Tiền thưởng dành cho người chiến thắng là 20 rách đó. Và còn có cơ hội tham gia giải đấu quốc tế nữa. Chúng ta hãy thành lập một nhóm để tham gia đi. Tôi không có đồng nào từ lúc bỏ nhà đi rồi. Tôi muốn kiếm một ít tiền để xài. Không thích, đừng có làm phiền tôi nữa. Ai mà biết được, nếu chúng ta tham gia cuộc đua này thì sẽ được xuất hiện trên TV và sẽ được nổi tiếng đó. Đây là một cuộc đua lớn mà. A, Jay yêu quý của mình, làm ơn đi mà, mọt sách. À không, ý tôi là ngày Jay tham gia với Jun đi. Im đi, tôi không tham gia đâu. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau bịt miệng Sally lại. Con định đi đâu thế, cháu yêu của ta? Ra là ông à, con định đi chơi với bạn một chút. Ha ha, con nói gì thế? Về nhà với ta nào. No no, mị muốn đi chơi vì không muốn về nhà. No, ông nội ngu ngốc. Jay, nếu sửa xe xong cậu tham gia cùng tôi nha. Tôi không muốn nghe chuyện này thêm một lần nào nữa đâu. Cậu liền chú ý đến chương trình đang chiếu trên TV. Đại diện cho những tay đua đến từ châu Á nói riêng và các tay đua từ khắp thế giới nói chung, San Go Choi có bao giờ phát biểu về cuộc đua huyền thoại đường phố sắp tới? Đó không phải là San Go Choi, quán quân của giải đua xe đạp đứng đầu Hàn Quốc sao? Ông ấy cũng muốn tham gia ư? Tôi nghe nói ông sẽ đua với đội giành chiến thắng ở cuộc thi. Vậy kế hoạch của ông là gì? À, tôi sẽ đua với đội chiến thắng ở vòng cúng cuối. Ai quan tâm chứ, đến chương trình Kitty Jay rồi. Này, thằng nhóc hỗn láo kia. Đợi đã, để tụi anh xem một chút đi. Thôi nào, đừng có làm loạn lên nữa thằng trẻ trâu. Đừng mà, em muốn xem. Kitty Jay. Nếu May Eun Jo là người hùng của làng đua xe đạp châu Á không chết trong tai nạn đáng tiếc 2 năm về trước, thì anh ấy có thể tham gia giải đấu cùng chúng tôi rồi. Tôi cũng biết anh và May Eun Jo đã từng luyện tập cùng công ty. Chắc chắn anh là người nhớ May Eun Jo nhất. May Eun Jo sao, thật xấu hổ. Tôi vẫn cảm thấy tồi tệ khi không được nhìn thấy Jo trên đường đua nữa, vì anh ấy đã tử vong trong một vụ tai nạn sau khi dùng doping. Cho bạn nào không biết thì doping là một loại chất kích thích giúp tăng thể lực và sức bền để bạn có thể thi đấu tốt hơn. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các bộ môn thể thao và doping bị nghiêm cấm tuyệt đối. Nhưng nếu anh ấy vẫn còn sống thì cũng phải giải nghệ vì đã dính vào doping. Cũng thật tiếc vì chúng tôi lúc nào cũng luyện tập chăm chỉ cùng nhau mà. Thế nhưng sử dụng chất kích thích để cải thiện thành tích là hoàn toàn sai lầm. Phải, tôi hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ tay đua nào lặp lại lỗi lầm này trong những giải đấu nữa. Jay đang rất bực mình khi có người nói xấu về chú May Eun. Này, loser. Hả? Tôi sẽ tham gia, cậu nói với ánh mắt đầy quyết tâm gì hả? Tại công viên nào đó. Cậu thực sự muốn tham gia cùng chúng tôi sao? Phải. Sao đột nhiên cậu lại thay đổi quyết định vậy? Vì giải thưởng sao? Hay là vì giải trận đấu quốc tế? Hay đặt tên nhóm là Super Cool Crew đi? Đùa nhau à? Trẻ trâu vừa thôi. Super Ultra Crew, Big Giant Crew, Tiger Crew, Legend Crew là những cái tên mà anh Jun nghĩ ra. Anh đừng có luyên thuyên về mấy cái tên nữa, đồ thua cuộc. Hay là về nhà rồi suy nghĩ, rồi ngày mai đến trường quyết định sau. Mình phải chung nhóm với hai tên não phẳng này đến bao giờ vậy hả trời? Thôi nào, đừng quan trọng hóa vấn đề như thế chứ. Lấy cái tên nào đó đàn ông tí là được, như Super Cool chẳng hạn. Câm mồm lại đi. Tại lớp học vào ngày hôm sau, theo sách giáo khoa tiếng Anh có những từ được gọi là giới từ, nhưng trong tiếng Hàn thì không. Những từ như là for và at là những ví dụ cho những giới từ ấy. Những từ này thường nằm ở vị trí trước danh từ. Hãy nhớ rằng danh từ và giới từ luôn đi kèm với nhau.
Trong khi đó, Minu vẫn đang cố dặn ra mấy cái tên kỳ quặc cho câu lạc bộ đạp xe của mình. Đây là việc khó nhất mà mình từng trải qua đó. Đến giờ giải lao, ba cậu bạn tụ họp lại thống nhất chọn ra một cái tên cho nhóm để đi thi đấu. Đây là mấy cái tên cậu nghĩ ra được từ tối hôm qua sao? Có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Super Crew đi mà. Tôi đã bảo tôi không thích cái tên ngớ ngẩn ấy rồi mà. Thế tên cậu nghĩ ra là gì nào? Bất cứ cái tên nào trừ Super Cool. Sao cậu không thèm quan tâm đến cái tên nhóm mà tôi đề ra chứ? Mà sao ngay cả bữa ăn của tôi cậu cũng ngó lơ nữa chứ? Nghĩ kỹ thì, khi Minu đề ra cái tên nhóm là Zephyras lúc trước, cậu ấy bảo đã nhìn thấy nó trong vài bộ anime gì đó và nghe rất ngầu. Cậu đang làm gì ở đây đấy, Jay? Oh, thật sao? Một nhóm xe đạp ư, nghe hay đấy. Tôi cũng muốn tham gia nữa. Cái quái gì vậy? Cuộc thi này có lẽ rất nguy hiểm đối với phụ nữ đấy. Chắc chắn rồi, một cô gái xinh đẹp luôn luôn được chào đón mà. Cái gì? Cậu chắc phải biết cách hạ phanh nhỉ? Tôi sẽ lo phần còn lại. Nhưng cậu biết chạy xe đạp mà đúng không? Tôi còn lái tốt hơn cậu đấy. Tâm trạng của Mia vẫn chưa khá lên chút nào kể từ vụ hôm qua. Sao hôm nay trông cậu buồn thế? Sao? À, không có gì đâu, tớ chỉ cảm thấy không thoải mái chút thôi. Đừng có cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, viewer người ta cười cho đấy. Nếu cậu muốn nạp thêm năng lượng thì hãy nghe thử thứ này cùng tớ đi. Căng, cực căng cực căng, cực. Cậu đúng là tên quái dị mà. Mia không cảm thấy tốt lên ngay được đâu, đừng có đưa cho cô ấy thứ âm thanh ghê tởm ấy nữa, dẹp ngay đi. Chúng ta cần thứ gì đó thật hợp thời. Sao không phải là nữ thần và trò chơi nam tính của cô ấy nhỉ? Lúc trước tao cứ tưởng mày ngu, ai ngờ ngoài ngu ra mày còn dại gái nữa. Này bọn kia, tiếng gọi của Zom liền thu hút sự chú ý đến cả lũ. Này anh bạn, các cậu đi chơi mà không rủ tôi ư? Tôi thất vọng quá đấy. Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn kể từ cái đêm ở phòng cậu rồi chứ. Đêm đó tại phòng dây, các cậu đã làm gì ở đó? Vậy là kỳ phùng địch thủ đã chạm mặt nhau rồi. Nhưng Mia chọn cách rời đi, nên Yuna cũng rời đi luôn. Sao? Đua xe đạp ư? Cho tớ tham gia với. Cả lũ lại lên sân thượng để thư thả đầu óc và nghĩ ra những ý tưởng mới. Sao cậu còn ở đây? Tôi ở đây vì muốn tham gia vào nhóm đạp xe cùng các cậu. Cậu đã có chiếc xe nào chưa? Tớ định mua một chiếc từ trang web online đấy. Ha ha, tuyệt nhỉ. Thế khi nào cậu mua xe rồi chúng ta hãy nói chuyện nhé. Chúng ta học ở trường Sunny. Sao không đặt tên của nhóm là Sunny nhỉ? Nghe cũng không tệ đâu. Các cậu vẫn đang suy nghĩ tên cho nhóm đấy à? Thì lấy tên là Super Cool đi. Im đi. Thầy hiệu trưởng vẫn đang theo dõi ở phía sau vì ông ấy sợ có thằng nào thịt cháu gái yêu quý của mình. Chủ tọa thấy ông thầy hiệu trưởng này hơi bị biến thái rồi đấy. Công chúa nhỏ của ông lại ngồi gần thằng nhóc đó rồi. Nghĩ lại thì lâu lắm rồi mình mới thấy con bé vui như thế. Có con gì đó đang bay đến chỗ của Zom. Mất một lúc cậu ấy mới phản ứng lại. Cái thứ chết tiệt gì vậy? À, nó là một con bọ. Hả? Đó không phải là một con chim ruồi sao? Này, chim ruồi làm gì xuất hiện tại Hàn Quốc? Anh nghĩ nó là một con bướm đêm đó. Rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa chim ruồi và bướm đêm vì chúng nhìn rất giống nhau. Chim ruồi là loài chim có tốc độ vỗ cánh nhanh nhất trong họ loài chim. Chúng có thể vỗ cánh lên tới 90 lần một giây và còn được biết đến với tên gọi khác là chim ong. 90 lần một giây ư? Đừng có hút sữa chuối của tao nữa, tao ghét bọ. Nếu mình đạp xe 90 vòng trong một giây thì sẽ nhanh như thế nào nhỉ? Chắc chắn là nhanh hơn khối phân lớn rồi, đúng không? Đạp nhanh như một con chim ruồi sao? Hummingbird sao? Thế còn Humming thì sao? Còn con bướm đêm chỉ tập trung hút hộp sữa chuối của ông Zom thôi. Giải đấu này quy tụ rất nhiều anh tài và đội tuyển mạnh. Giống như nhóm dây do, các đội tuyển cũng đang dục dịch cho giải đấu huyền thoại đường phố. He he, mình sẽ đánh bại tất cả đối thủ cùng với lại em yêu Sena-chan của mình thôi. Đây sẽ là một giải đấu thú vị đây. Cuối buổi học, Jay và Mia có lịch trực nhật cùng nhau. Chủ tọa nhớ ngày trước, cán bộ lớp chẳng bao giờ phải dọn vệ sinh cả, đặc biệt là thằng lớp phó lao động. Nghĩ lại mà thấy ghét. Thế, cậu đang hẹn hò với Sally thật à? Cậu nói gì thế? Không phải à? Mọi người trong trường đều đồn rằng cậu đang hẹn hò với du học sinh người nước ngoài, nên tớ chỉ tò mò thôi. Bọn tớ không có hẹn hò đâu. Ai lại đi đồn chuyện nhảm nhí này khắp nơi vậy? À, thật sao? Thật nhẹ nhõm, ý tớ là, thôi đừng bận tâm, à ha ha. Cô liền thở phào một cách nhẹ nhõm khi thấy bản thân vẫn còn có cơ hội. Hình như các cậu đang lập một nhóm gì đó đúng không nhỉ? Phải đấy, là một nhóm đạp xe. Thật sao? Nghe hay đấy. Thế tên nhóm là gì? Hiện tại thì bọn mình đang định chọn tên nhóm là Hummingbird. Hummingbird sao? Nghe dễ thương đấy. Thế các cậu đã có logo tên nhóm hay huy hiệu gì chưa? Nếu chưa thì tớ có thể làm giúp các cậu một cái được chứ? Cậu sao? Ừ, sau khi tốt nghiệp tớ định trở thành một nhà thiết kế. Thế nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ thử làm logo cho nhóm cậu nhé. Được rồi, cảm ơn cậu. Không có gì đâu, thu dọn đồ và về thôi. Tớ cũng muốn mua một chiếc xe đạp. Thế khi nào tớ mua xe, cậu có thể dạy tớ chạy được không? Mà tớ chưa bao giờ chạy xe đạp cả. Được thôi, khi nào có thời gian tớ sẽ dạy cậu. Thật sao? Tại tiệm sửa xe. Chào quý khách, tôi đến để lấy xe. Trễ quá đó. Tại nhà của Zom, bố cậu đang nhậu cùng với anh em trong xã đoàn. Con về rồi đây. Này, con trai ngồi xuống đây đi. Con à, đến đây nhanh nào và uống với ông già này một ly. Không, con mệt rồi, con có vài chuyện cần làm. Thôi nào, con không thể tỏ ra vui vẻ khi thấy bố hay sao? Con làm ta buồn đó. Con đang hẹn hò với nhiều cô gái trong trường đúng không?
bố đang nói gì vậy? Tất nhiên là không rồi. Này, con biết đó, khi ta bằng tuổi con, ta không chững chạc như con đâu. Con có một khuôn mặt trẻ trung, thế nên hãy tận hưởng khi còn sở hữu nó đi. Con không bị bắt nạt bởi mấy đứa côn đồ đấy chứ. Nếu ta bắt gặp bất cứ đứa nào đánh con thì ta sẽ xử lý chúng ngay. Này, đừng làm phiền thằng nhóc nữa, ngồi xuống ăn đi. À, phải rồi. Bố có thể mua cho con một chiếc xe đạp để tập thể dục được không? Mà sao tự nhiên con lại muốn mua xe vậy? Này, một chiếc xe đạp bây giờ bao nhiêu tiền? Cũng tầm 50.000 won với một chiếc xe tốt, tôi nghĩ thế, thưa đại ca. Thế à, ông bố liền rút 50.000 won từ trong ví ra. Đi mua một chiếc xe đạp tốt nha. Bố đùa sao? Dom lập tức lên mạng tìm một chiếc xe đạp tầm giá đó. Khỉ thật, mắc quá. Không có chiếc xe nào rẻ hơn sao? Thật nực cười. Mình mua xe thế nào khi chỉ có 50.000 won đây? Thậm chí một đôi giày thể thao còn mắc hơn thế nữa. Một bài đăng liền làm cậu chú ý. Một chiếc xe đạp mới chỉ với 100.000 won ư? Tuyệt quá. Lấy cái này đi. Chỉ mô tả đại khái mà không có ảnh, nhưng chắc mình nên mua chiếc xe này thôi. Sao cậu không nhắn tin cho họ, thưa cậu chủ? Trước tiên mình thử trả giá một nửa xem thế nào. Chắc anh ta sẽ đồng ý thôi. Đợi đã, nhỡ đâu tên này muốn lừa tiền của mình thì sao? Chắc hắn không dám lừa tiền như thế này đâu, đúng không nào? Nhưng nếu hắn ôm tiền bỏ trốn thì chúng tôi sẽ truy sát hắn đến cùng trời cuối đất. Hắn trả lời rồi này. Tuyệt, mình đã mua được một chiếc xe đạp mới chỉ với 50.000 won. Cứ đợi đấy, mình sẽ tham gia vào đội Humming bớt gì gì đó thôi. Tại một xó xỉnh nào đó. Chắc là sinh viên hoặc học sinh trung học gì đó nên không có tiền rồi. À, sao cũng được. Ít nhất thì mình cũng lừa được một tên đại ngốc rồi ha ha. Dom liền chuyển tiền cho hắn. Chắc hẳn sẽ không báo cảnh sát với 50.000 won này đâu nhỉ. Tại tiệm sửa xe. Thật sao? Cậu đã quyết định tham gia cuộc đua với mấy người bạn đó rồi à? Vâng, tuyệt quá. Tôi hy vọng các cậu sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Nhưng Jay có vẻ không thích lắm. Và hãy chăm sóc thật kỹ cho chiếc xe này đấy. Đó là lời nhắn nhủ khi chú ấy tặng chiếc xe này cho cậu. Thế nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra hãy giữ gìn nó thật tốt nhé. Tôi đã thay cả hai bánh xe và sửa các bộ phận khác rồi. Hai bánh xe của cậu đã bị phá hủy hoàn toàn, nên tôi đã thay bằng loại bánh carbon mà tôi hay dùng lúc trước. Vành carbon này sáng hơn những loại thông thường. Nó sẽ giúp xe cậu trông sáng bóng hơn đấy. Nó còn giúp cậu giảm tối đa sức cản của gió, vì thế cậu có thể chạy trên đường trường nhanh hơn nữa. Khi cậu đạt đến một vận tốc nhất định, nó sẽ giúp cậu duy trì tốc độ đó. Nhưng nhược điểm là khi ngược gió, sẽ rất khó để điều chỉnh tay lái, nhớ lưu ý điều này đó. Cái này được làm từ sợi carbon nên chỉ với một vết nứt nhỏ, cũng có thể làm hỏng nó đấy, vì thế đừng chạy ở mấy nơi nguy hiểm nữa đó. Ngay cả sợi carbon cũng có thể hỏng mà. Vậy tiền sửa chữa là bao nhiêu? Cả bánh xe nữa? À, tôi chỉ lục lại cặp bánh đó ở chỗ bụi bặm nào đó thôi, nên cậu cứ dùng đi. Còn tiền sửa chữa, thì khi nào cậu thắng cuộc thi và nhận được giải thưởng thì trả tôi sau cũng được. Tới lúc ấy mong là cậu sẽ ghé nơi này đầu tiên. Còn về chú cậu, toàn bộ vụ doping đó chỉ là sự cố thôi. Tại một ngôi nhà nào đó trông rất bừa bộn. Này, đừng có sống bê tha như thế này nữa. Tan trường rồi, trời cũng đã tối rồi đấy, đừng có ngủ cả ngày thế chứ. Mấy giờ rồi? Hóa ra đây là nhà của Vinny. 8 giờ tối rồi đấy cha. Mày có phải xác chết đâu. Sao không thức dậy mà làm cái gì đi chứ? Hôm nay mày không tới trường, cũng chẳng thèm trả lời điện thoại của tao, nên giờ tao mới phải tới đây đó. Tao lo mày đã xảy ra chuyện gì rồi, ai ngờ mày lại ngủ ngon lành ở nhà như vậy. Gì đây? Lời nhắn của mẹ Vinny. Tao nghĩ chắc sáng nay mẹ mày đã tới đây đó. Quên tờ giấy đó đi, mẹ tao để lại bao nhiêu tiền? 10.000 won. Giờ thì làm gì với 10.000 won đây? Phải đi mua thuốc lá với một ít đồ ăn thôi. Mà này, giáo viên chủ nhiệm bảo mày có trốn học còn một lần nữa, thì ông ấy sẽ đuổi học mày đấy. Ngày mai mày có muốn tới trường không? Thật là phiền phức. Cứ suốt ngày học, chắc tao bỏ học quá. Sáng hôm sau tại trường Gun, thầy chủ nhiệm đang dạy dỗ lại Vinny. Thằng nhóc quậy phá này, cậu nghĩ trường học là nơi để lập băng đảng à? Với tình trạng này thì cậu sẽ không thể nào tốt nghiệp được đâu, và ngưng làm những chuyện vớ vẩn đi. Học sinh kiểu gì mà đến trường với mỗi bộ đồng phục mà không có cặp sách chứ hả? Đúng là một thằng không ra gì mà. Đứng lên. Vì những đứa ngỗ nghịch như cậu mà gần đây cái trường này cũng rối tung lên đấy. Nếu cậu còn tái phạm thêm bất cứ lần nào nữa thì hãy thôi học đi. Rõ chưa? Và còn cái màu tóc ngớ ngẩn đó nữa, trông như một thằng lập dị vậy. Nếu một tên ngốc như cậu mà tốt nghiệp được thì chỉ khiến cái trường này thành trò cười mất. Sớm muộn gì mình cũng phải đuổi nó đi thôi. Ông thầy bị chặn lại bởi bạn thân của Vinny. Cậu ấy đang rất tức giận khi nghe thầy giáo nói bạn bè mình chẳng khác gì một thằng bỏ đi. Là đứa nào thế nhỉ? Dù sao thì mấy đứa quậy phá như thế cũng không được phép đến trường mà. Còn sống chứ, Vinny. Cậu liền đứng dậy và để ý thấy có hai thằng đang nhìn điều mình. Thấy Vinny đã chú ý đến mình, hai thằng kia liền cụp đuôi bỏ chạy. Khỉ thật, tao lo quá. Vinny vừa mới lườm tao. Đệch, tao cũng vừa ngó ra ngoài vì mày gọi rồi cũng bị hắn nhìn thấy luôn rồi. Vinny mở cửa một cái rầm. Tao muốn gặp hai tên khốn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ lúc nãy. Xách cái mông ra đây, khi tao còn bình tĩnh. Tôi, xin lỗi. Tôi chỉ nhìn ra ngoài xem có chuyện gì không thôi. Tôi thật sự xin lỗi. Sao? Mày tưởng xin lỗi là xong chuyện à? Không biết kết cục của thanh niên kia như nào nhỉ? Vậy là có luôn một bài báo về cuộc tình tay ba rồi kìa. Hi, papa, con vẫn khỏe. Chỉ là có quá nhiều tên bám đuôi xung quanh đây thôi, nhưng mà ở đây rất vui.
Papa, con muốn đạp xe bên này, ba có thể gửi qua đây cho con được không? Tháo nó ra và gửi cho con đi. Cảm ơn ba, con cũng yêu ba. Dom gọi cho một ai đó. Cậu ấy đang rất tức giận. Ơ sao lại không bắt máy vậy hả? Sao cậu cứ cầm điện thoại suốt với bộ mặt cau có đó thế? Này Mia, cậu đang vẽ gì thế? Có biết là đang trong giờ nghỉ trưa không đấy? À, thì tớ đang thiết kế tí thôi. Cậu thiết kế gì vậy? Logo sao? Hừm, hummingbird sao? Tớ thấy thằng em tớ và dây ăn trưa rất nhanh rồi lại xách xe đạp đi ra ngoài. Không biết họ đi đâu nhỉ? Tớ cũng không biết. Tớ chỉ nghe loáng thoáng là họ phải nộp đơn cho cuộc thi gì đó thôi. Sao tự nhiên họ lại có hứng thú tham gia cuộc thi đó thế nhỉ? Và lại họ còn đang sống chung nữa. Tại trụ sở của giải đua, cuối cùng thì cũng đăng ký xong. Có cần thiết tôi đến đây nộp đơn cùng cậu không thế? Chúng ta là một đội mà, nên phải đi cùng nhau chứ. Không lẽ cậu muốn nghỉ ngơi trong khi tôi phải đi nộp đơn một mình à? Được rồi, quên nó đi. Đừng phí thời gian ở đây nữa. Tôi còn phải quay về để học bài. Này, trước khi về thì ăn một chút gì đi. Tôi không thích, ăn một mình đi. Thái độ như thế mà coi được hả? Cái xe đạp kia bị gì vậy? Chờ một chút thôi, Sena-chan của anh sẽ sớm quay lại thôi. Không phải Sena hay báo thầy giáo ba đâu nhá. Yêu em, để cho chắc ăn, anh sẽ trói em lại nhé. Anh không muốn bất cứ ai cướp em khỏi anh, Sena-chan. Chắc em sẽ hiểu tại sao anh lại phải trói em bằng sợi dây thô ráp này nhỉ. Bye baby, gã biến thái này là tên quái nào vậy? Hắn định làm gì với bức hình ngớ ngẩn ấy? Nhanh lên, về thôi. À, ok. Này, mày vừa mới nói gì cơ? Mày đang nói chuyện với tao à? Mày vừa gọi Sena-chan đáng yêu của tao là thứ ngớ ngẩn sao? Thằng khốn, sao mày dám sỉ nhục Sena-chan của tao? Thằng khốn kiếp, rút lại những lời đó ngay cho tao. Một thằng otaku lập dị sao? Các bạn nhìn thấy bất kỳ Easter egg nào thì hãy để lại dưới phần bình luận giúp chúng mình với nhé. Nội dung review của hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu các bạn thích video này thì hãy mình một like cũng như một sub và nhấn vào chiếc chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Các bạn có bất kỳ đóng góp nào thì hãy để lại dưới phần comment giúp chúng mình để chúng mình có thêm kinh nghiệm làm ra những video chất lượng nhất nha.